Em ơi, hình như ở bên kia kìa. Đâu? Đây 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 đây, đúng rồi. Đây. Chết rồi. Ui. Chết rồi, nặng. Trời ơi, sao lại ngã chỗ này? Em ơi. Ui. Sao chị? Là sao đấy? Nó đi kiểu gì mà ngã thế? Em đi mua sữa nhưng mà lúc nãy đi chỗ này đi, em va vào đây nó trơn quá. Có sao không? Ui, xem có bị sao không? Cái đầu gối em ấy nó đau. Ui, bên giờ có bầu ấy, đêm hôm ấy em còn nọ mọ đi đâu? Sao không để bảo anh đưa đi mua cho? Vì đâu anh... xem nào. Ui, sao sao? Sao có chuyện nào không đưa đi bệnh viện anh ấy? Nó chỉ va chắc là nó đập vào cái thành xe thôi. Rồi xe này trổ cánh như này. Đổ hết xăng rồi. Để xem người có sao đã. Ủa trời. Đổ hết xăng rồi. Đổ hết xăng rồi. Hello, xin chào mọi người. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh ZKC. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên team nhá. Đấy thì hôm nay mình sẽ quay cho người xem mấy con ếch đột biến gen. Đấy, thú cưng của Toàn Ngư mới nuôi. Đấy, mấy con này là con ếch đột biến gen đúng không em? Đúng rồi anh ạ, đây là ếch đột biến gen anh ạ. Đấy. Đây mọi người nhìn này. Đó, mọi người thấy chưa? Đây là những con ếch đột biến gen. Đây là những chú ếch Bắc Man mọi người ạ. Đó, nhìn mình nhìn thấy nó rất là đặc biệt nhá. Cái con này nó lại ra một cái màu cam cam này. Đây mọi người thấy không? Đấy. Cái con ếch này nó lại màu cam này, xong rồi con này lại màu vàng này, xong rồi con này lại màu xanh. Cái con này thì là màu gọi là màu này màu gì nhỉ? Kiểu nó hơi hơi nâu lâu đúng xong rồi. Lại xanh xanh. Đấy, cùng là giống đúng không? Cùng giống một dòng luôn. À. Đấy. Cùng một dòng mà nó lại ra những con ếch kiểu là khác màu nhau mọi người ạ. Đấy, mình thấy là nó rất là hay. Đây là dòng ếch cảnh được nhập khẩu đúng không? Đúng rồi ạ. Đấy, em có biết là nó ở nước nào không? Cái này là bên Trung Quốc anh ạ. Trung Quốc á? Vâng. Đấy. Ui, mình thấy cái con ếch này như kiểu nó đột biến gen hay sao này? Này, cái con này sao mắt nó lại màu đỏ lừ ấy nhỉ em nhỉ? Cái dòng mày có thế rồi. Này, đây cái con màu xanh này mắt nó lại màu đen mà cái con màu vàng này nó lại mắt nó đỏ lừ này, đỏ lò mưa ấy, không biết là nó có đớp máy quay không nhỉ. Đấy, mình thấy những chú ếch này rất là hay, rất là đặc biệt đó, nên là mình muốn quay lại cho người xem. Đây là thức ăn đúng không? Vâng. Đấy, em cho nó ăn cái gì đây? Em cho ăn sâu đi. Ăn sâu với cái gì? Cá với dế. Đấy, Toàn Ngư bây giờ lại có thú cưng chơi ếch cảnh mọi người ạ. Thế là mình lên mình quay cho người xem mấy con ếch này hơi hay ấy. Đây là con sâu đúng không? Rồi, cho nó ăn. Đây bây giờ cho mọi người xem con ếch nó ăn nhé. Ui, con kia nó đớp luôn. Mất luôn nhỉ. Đấy, bình thường một con ếch này nó ăn được mấy con sâu hả em? Nhiều khi một tuần nó không ăn một con nào, nhưng mà nhiều khi một lúc nó ăn được chục con. Bây giờ thì mình sẽ cho con ếch này ăn thử nhá. Đấy. Này, cho con này. Con cam này có vẻ là máu ăn này. Úi giời, giật cả mình. Úi, rơi mất rồi. Ra con này. Đấy. Ui, ai gọi? Từ, cho ăn đã. Đấy. Đấy, đấy, thấy chưa? Ăn đấy. Ai gọi? Vợ anh gọi. Alo? Anh nghe. Chồng ơi. Hả? Hát rồi. Cái gì? Em bị ngã xe, em vừa bị ngã xe. Ngã xe ở đâu? Cái đường này, em bị ngã ở cái đường Bắc Sơn đấy. Vợ anh ngã xe. Chị Thảo bị ngã xe ấy. Ừ. Ở đâu cơ? Bắc Sơn á? Ừ, chết rồi. Vâng, cái ngõ, cái đường Bắc Sơn đấy, em không biết ngõ nào cả. Chết rồi. Đi dưới đây. Dưới đây, mặc kéo. Anh ra nhanh nhá. Đây anh ra đây ra. Ôi ngã xe không biết sao đi đâu ngã xe anh. Em mẹ anh ra kia. Ở đâu đoạn nào? Bắc Sơn. Không biết. Vợ anh đang có bầu. Thế. Ở trong đường Bắc Sơn ở trong đây này em này. Đường ra ngoài ở trong Bắc Sơn cũng có hai đường. Cứ đi vào trong Bắc Sơn tìm xem nào. Vợ anh đang có bầu chứ.
anh có biết đâu, chắc là vợ anh chạy đi mua cái gì đấy ở ngã xe ở đoạn Bắc Sơn ở trên hay là Bắc Sơn ở bên kia nhỉ? Ở trong này không có quán tạp hóa đâu, hay là ở bên Bắc Sơn bên kia ấy, quay lại nhá. Ừ, chắc là không có quán tạp hóa đâu. Alo, anh ơi, em ở đoạn nào? Anh tới Bắc Sơn rồi. Anh đi đến chỗ nào em cũng không biết đâu. Cái đường này nó tối lắm, nó ở gần cái cầu với lại cái đường tàu ấy. Ở cầu á? Vâng. Cầu nào? Cầu bãi xoay, cầu bãi xoay á? Cầu ạ. Em không biết được. Cái cầu nó ở gần đường tàu hả? Dạ vâng. Ờ, thế đúng đúng cầu bãi xoay rồi. Thế đi ra vòng ra đằng đầu này. Được rồi, để anh chạy ra nhá. Chắc là cầu bãi xoay ở đoạn này anh. Em ơi, hình như ở bên kia kìa. Đâu? Đây, đúng rồi. Đây. Chết rồi. Ui, chết rồi, nặng. Trời ơi, sao đứng ngay chỗ này. Em ơi. Ui. Sao chị ơi? Sao đấy? Nó đi kiểu gì mà ngã thế? Em đi mua sữa nhưng mà lúc nãy đi chỗ này đi. Em va vào đây nó trơn quá. Có sao không? Ừ, xem có bị sao không? Cái đầu gối em ấy nó đau. Ui, bên giờ có bầu ấy, đêm hôm mà em còn nọ mọ đi đâu? Sao không để bảo anh đưa đi mua cho? Vì đâu anh... xem nào. Sao? Hơi sưng tí rồi. Sao có gì nào không đưa đi bệnh viện anh ấy? Nó chỉ va chắc là nó đập vào cái ti thành xe thôi. Rồi xe này trồng cánh như này. Đổ hết xăng. Để xem người có sao đã. Ủa trời. Đổ hết xăng. Xem như nào có đưa đi viện anh rồi. Hả? Em sợ nó bị chật chân. Em rồi. Anh xem làm sao mà xăng chảy ra. Thôi, lên xe đi. Thôi, về đi anh chị. Đi về luôn. Về xem như nào đưa chị đi khám rồi. Chảy dầu ra sao này em ơi. Chảy dầu ra. Ui. Nó nòi cái cục này ra này. Đây được. Chắc vẫn đi được. Vẫn đi được. Thế sao đi không bảo anh đi mua cho. Anh đi qua nhà bà anh này em đi tự đi. Toàn em bây giờ anh là chị nhá, xong rồi đi về luôn xem mà như nào. Đi vào đây xem nào. Lần sau rồi đi đâu rồi bảo anh đi mua cho. Bây giờ vợ đang bầu bí còn đang nghén thế này. Đâu, lúc nãy anh qua nhà anh Toàn đi. Đó, đi xuống đến. Xem chân nào. Này nó đã đỏ hết ra này. Này. Nó chỉ hơi đau thôi. Lúc nãy thì nó nhức nhưng bây giờ nó chỉ hơi đau tí thôi. Lúc nãy vợ ngã xe nó không đi không đè vào người đúng không? Nó không, nhưng mà không biết sao cái bụng vợ nó cứ đau ở trên đây nè, trên ấy. Chết rồi, không biết nó có ảnh. Lúc nãy nó có thụi vào không, vợ cũng không để ý nữa. Tại vì lúc nãy nó đập vào chân vợ, cái vợ to quá, vợ không để ý ấy. Bây giờ thấy nó hết đau. Bây giờ làm sao nhỉ? Chết dở rồi, bây giờ mọi người không biết là liệu con mình nó có bị làm sao không ấy. Người ta bảo là có bầu là 3 tháng đầu là phải cẩn thận. Chết rồi, bây giờ chồng no quá, bây giờ làm sao? Nó đau ở chỗ đoạn nào? Đau trên nữa. Ừ. Thôi được rồi, bây giờ vợ vào trong nhà nghỉ ngơi đi, xong rồi mai chồng đưa vợ đi khám xem như thế nào. Chết rồi, bây giờ no quá, không biết là sợ có bị làm sao không đi. Chết giờ, bây giờ mình no lắng lắm mọi người ạ. Bây giờ là mình không biết là vợ với con mình có bị làm sao không. Chết giờ, lúc nãy vợ mình kêu là đau bụng ở trên đoạn này. Mà bây giờ muộn rồi. Bây giờ phải đến sáng mai mình đưa vợ mình đi ra phòng khám để khám xem là tình hình làm sao.
có bị làm sao không, giờ no, giờ no nắng này không biết là như nào. Lúc đấy thì vợ mình kêu đau bụng nhưng mà cũng đỡ đỡ một chút rồi. Hello, xin chào mọi người nhá. Đấy thì hôm qua thì vợ mình bị ngã xe ấy, nhưng mà bây giờ vợ mình cũng đỡ đỡ rồi mọi người ạ. Đấy thì bây giờ mình đưa vợ mình đi siêu âm để xem là tình trạng sức khỏe như nào nhá. Đấy, xem vợ mình và con mình có khỏe mạnh hay không. Bây giờ no quá, đêm qua mình không ngủ được mọi người ạ, thức trắng cả đêm luôn. Thôi bây giờ đi. Bây giờ mình đưa vợ mình đi khám xem nhá. Có sao không hả bác? Bình tĩnh với siêu xong còn tăng thì tính. Vâng. Đấy. Không có lúc hôm qua em ngã em chả kêu đau bụng gì nữa. Đau theo cơn đúng không? Vâng, bác xem. Vâng. Thế là không vấn đề gì hả bác? Bình thường đúng không ạ? Vâng. May quá. Tôi đi khám cho nó chắc. Tại vâng, tại lúc ngã xe xong thì kêu đau bụng. Tay không kiểm tra thì không có vấn đề. Vâng. Vâng, gái đâu không được gì. Vâng. Ôi, cuối cùng thì mình cũng đã về nhà. Nói chung là hai vợ chồng mình đỡ lo rồi mọi người ạ. Đấy, lần sau thì em đi xe thì cẩn thận nhá. Vâng. Mà thôi, lần sau thì đi muốn đi đâu thì bảo anh chở đi. Để tình trạng như thế này thực sự là mất ăn mất ngủ luôn đấy mọi người. Thôi đấy. Mừng rồi, không đấy. Có gì con. Thì vừa lúc nãy là đi siêu âm là kết quả đây. Đó. Tất cả mọi thứ là đã bình thường nhá. Thì bây giờ mình cảm thấy nói chung là cũng yên tâm và vui rồi mọi người ạ. Đúng rồi, tiết lộ cho mọi người biết thì lúc nãy bác sĩ khám cho vợ mình ấy, cũng khám xong thì bác sĩ cũng cho mình biết là vợ mình đang mang bầu một bé gái nha mọi người nhá. Đấy, tức là con gái mình, con gái đầu lòng đấy mọi người. Đấy, rượu đấy, bình rượu mơ rượu mận của bố đấy. Tức là mình đẻ con gái mọi người ạ. Đấy, thì nói chung là bây giờ biết được là con gái rồi thì mình sẽ nghĩ tên cho con luôn. Tại vì đợt trước thì chưa nghĩ tên bởi vì cũng chưa biết là đẻ con trai con gái. Đấy, mọi người có cái tên ở nhà nào mà hay và đáng yêu thì giới thiệu cho vợ chồng mình nhé. Thôi mọi người thử gọi là đặt tên xem nào, xem mình thấy có cái tên nào hay không thì mình sẽ đặt cho con gái của mình nhé mọi người nhé. Thôi thì nói chung là bây giờ mình cũng xin kết thúc clip ở đây nhá. Ok, chào tất cả mọi người, bye bye. Nhớ đặt tên cho mình nhá.